Ôi giời, đây rồi, để bố xem con của bố nào. Kìa em, bố thương nhá. Kìa em, cứ để anh chơi với con, bố thương nào. Đây không phải là con của anh. Cái gì không? Đây không phải là con của anh. Em đùa anh nào chứ. Em nói thật, đây không phải là con của anh. Chứ không phải con của tôi thì là con của thằng nào? Tôi hai người nhá. Tại sao hai người lại làm thế với tôi hả? Nghe em giải thích. Cơm mồm ngay. Hóa ra là bao nhiêu năm qua tôi là ăn ốc đổ vỏ. Hôm nay cô còn gọi thêm thằng này đến để pha nước chấm. Anh đi vô đi. Đây là em bé Hồ, con của anh chị phòng bên. Giời ơi, đây là con của anh chị phòng bên. Con của mình đã đẻ đâu? Con của mình đã đẻ đâu?